Mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Để có tướng mạo xinh đẹp. Tướng mạo đẹp là tấm gương phản chiếu từ bên trong tâm tỏa ra bên ngoài. Bất kể phúc báo nào đều có nguyên nhân, cho nên dung mạo xinh đẹp cũng là có những nguyên nhân từ tâm. Trong cuộc sống, con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra các phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền dịu thì tướng mạo cũng sẽ đẹp một cách nhu hòa, thánh thiện. Người có tính cách thô lỗ thì tướng mạo sẽ trở lên hung dữ. Người có lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt. Người có tướng mạo sẽ lộ ra cái vẻ đẹp của mình và người thì sẽ có cái sự lương thiện hay là hung ác ở trong đó. Bởi vì đây cũng chính là một kết quả của quá trình tu dưỡng và hành vi thì phản chiếu lên khuôn mặt. Cho nên tướng mạo cũng chỉ ra được vận mệnh tương lai của người đó. Nhưng tướng mạo của một người luôn luôn có thể được thay đổi, cải thiện từng bước. Đặc biệt, tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm mà tản ra bên ngoài. Do vậy, để có tướng mạo đẹp đẽ, chúng ta hãy thường xuyên tu dưỡng những phẩm chất sau. Thứ nhất, hãy thường xuyên mỉm cười. Mỉm cười là cách mà để cho chúng ta có một khuôn mặt rạng ngời. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi nhau hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng chính là khi mỉm cười không chỉ mang lại mỹ cảm cho người đối diện mà chúng ta còn truyền đạt được tín hiệu mà người khác dễ dàng chấp nhận nhất. Mỉm cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang đến cho sự thỏa mãn về tinh thần. Bởi vậy, mỉm cười là cách để chúng ta nở một bông hoa trên gương mặt của chính mình. Khi chúng ta biết mỉm cười thì đây chính là một cách mà chúng ta không mất phí tổn mà lại tạo ra được một giá trị lớn. Và phương pháp mỉm cười sẽ làm đẹp thuận theo tự nhiên, kỳ diệu nhất. Bởi vậy, chúng ta hãy nên dành cho bản thân mình những nụ cười từ tâm ngay cả khi chúng ta chỉ có một mình. Thứ hai, luôn thể hiện lòng biết ơn. Người luôn mang trong tâm thái biết ơn tổ tiên, biết ơn cha mẹ, biết ơn trời Phật, biết ơn tất cả những gì xung quanh mình, từ ngọn cây, bông hoa, cọng cỏ hay tất cả những thứ gì đó, thì tự nhiên trong lòng cũng sẽ phát ra một loại cảm xúc đối với những thứ xung quanh mình. Đó cũng chính là hương vị của tình yêu thương giữa muôn người và muôn loài. Nội tâm người đó lúc nào cũng thường như hoa nở ra những hương thơm ngát để dẫn người khác. Mà trong lòng của người đó tràn đầy hương thơm thì bên ngoài cũng sẽ trở lên xinh đẹp rạng ngời. Thứ ba, luôn nhìn thấy điểm tốt để khen ngợi người khác nhiều hơn. Ai cũng đều muốn nghe những lời khen ngợi, khích lệ, đặc biệt là lời khen ngợi đúng lúc. Và các nhà khoa học đã chứng minh một cuộc thí nghiệm đối với nước. Kết tinh hình thành của năng lượng nước có chịu ảnh hưởng của âm thanh bên ngoài. Một tiến sĩ người Nhật đã chứng minh bằng thí nghiệm sự biến hóa của nước dưới sự ảnh hưởng của âm thanh, âm nhạc. Khi ông phát hiện ra nước được chuyển đổi nhờ âm nhạc dưới những ca khúc nổi tiếng của Mozart và Beethoven, thì dùng kính hiển vi để quan sát thấy các tinh thể của nước thuận theo những giai điệu đẹp đó mà không ngừng sản sinh và biến hóa đẹp mắt. Nói những lời dễ nghe thì các tinh thể nước cũng tạo thành những nét văn hoa hết sức đẹp mắt. Còn khi nói những lời khó nghe thì các tinh thể nước lại chuyển động hỗn loạn, không có trật tự. Cho nên nói những lời khen ngợi, khích lệ người khác cũng làm rung động tinh thần của người đó và kết quả sẽ là phản ánh ra bề mặt của người đó cũng như là của chính người nói ra. Khi nói với những lời thiện lương, lời tốt đẹp thì bản thân người nghe và người được nói cũng đều tỏa ra năng lượng của sự xinh đẹp.
Thứ tư, học chữ nhẫn và buông sân si. Người mà có khả năng nhẫn nhịn, ít sân si tức giận thì sắc mặt sẽ đẹp đẽ hơn. Trong cuốn Phật thuyết Tội phúc báo ứng, nói rằng người xấu xí là do thường xuyên tức giận, oán trách mà ra. Người đoan trang, chóng chẻo, vẻ mặt rạng ngời, thân hình mềm mại, gặp người người thích là kết quả của tu nhẫn mà ra. Thứ năm, tiếp xúc nhiều hơn với người có tâm linh tốt đẹp. Chúng ta vẫn thường nghe gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là có ý rằng nếu như chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với người tốt, người có tâm linh tốt đẹp thì bạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ họ. Dần dần chúng ta cũng sẽ trở lên giống như họ. Người đẹp không phải chỉ nói đến vẻ đẹp về bên ngoài, mà quan trọng hơn nữa là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp. Thứ sáu, sức mạnh của nội tâm. Vẻ bề ngoài của một người là liên quan mật thiết đến nội tâm bên trong của người đó. Tướng do tâm sinh, cho nên bên trong tốt đẹp thì bên ngoài sẽ xinh đẹp hơn. Và một nhà tâm lý học đã từng nói, tâm tình của một người là như thế nào thì cuộc sống của người đó sẽ là như thế ấy. Và vận mệnh của người đó cũng sẽ giống như vậy mà thôi. Vì vậy, nếu bạn mong muốn trở thành một người xinh đẹp thì hãy dùng tâm thiện lương, những điều tốt đẹp để đối đãi với thế gian. Khi đó chúng ta sẽ phát hiện rằng mọi thứ đều trở nên xinh đẹp, và ngay cả tướng mạo của chúng ta cũng ngày càng đẹp hơn. Thứ bảy, chuyển hóa thân tâm, thiền. Hãy tập nói chuyện với bản thân mình theo hướng tích cực, ngay cả khi thực sự chưa phải vậy. Ví như khi cơ thể của chúng ta quá mập hay quá ốm, thì hãy thường xuyên ôm ấp, hướng tâm của cơ thể nói với bạn ấy rằng bạn thật xinh đẹp, bạn cân đối, tôi yêu bạn, vân vân. Đó là những chiều hướng năng lượng truyền cảm hứng để bản thân chúng ta được chăm sóc, được động lực chăm sóc mình nhiều hơn. Ý dẫn đầu các pháp. Cuộc sống của chúng ta mọi thứ sẽ như thế nào thì đều do cái sự nhận thức của mình mà ra. Thứ tám, ăn uống sạch, tắm gội nước sạch. Chúng ta đã biết nước là thành phần chiếm tỷ lệ lớn trong tế bào và cơ thể của chúng ta, chiếm đến hơn 70%. Do vậy nước là môi trường, cũng là dung môi của tất cả các yếu tố, quá trình sinh lý hóa của cơ thể mình. Nước càng sạch thì cơ thể càng trong lành, đó là vẻ đẹp của một cơ thể khỏe mạnh. Thứ 9, sống có trí tuệ. Người càng có trí tuệ, sống càng hạnh phúc và biết an lạc trong từng giây phút. Người biết làm chủ cảm xúc, làm chủ thân tâm và năng lượng của mình thì người đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẻ đẹp đó chính là khí chất tỏa ra, không có loại mỹ phẩm nào có thể sánh được. Vẻ đẹp từ tâm là vẻ đẹp bền vững, vẻ đẹp vượt thời gian và lưu hương khắp muôn phương.